như thường lệ, Tạp chí Ngân hàng mời quý vị đến với phần tư vấn của chuyên gia ngân hàng xung quanh những thắc mắc về việc chuyển tiền, nạp tiền qua Internet Banking và Mobile Banking. Vì sao các ngân hàng quy định hạn mức chuyển tiền qua Mobile Banking và Internet Banking? Các ngân hàng thường quy định hạn mức chuyển tiền trên Internet Banking và Mobile Banking, ví dụ như là hạn mức trên một lần giao dịch hoặc là hạn mức trên một ngày giao dịch nhằm để hạn chế rủi ro cho khách hàng. Thì tôi có thể giải thích rõ hơn là ví dụ hạn mức trên một lần giao dịch của khách hàng là 1 triệu đồng. Thì vì lý do nào đó khách hàng có thể bị mất cắp thông tin, thì cái giao dịch mà gian lận có thể xảy ra chỉ một lần thôi. Và ngay khi khách hàng phát hiện giao dịch gian lận này thì có thể thông báo ngay cho ngân hàng để ngân hàng có thể thực hiện khóa tài khoản và sẽ hạn chế được rủi ro cho khách hàng. Có thể điều chỉnh hạn mức chuyển tiền online được không? Hiện tại thì đa phần các ngân hàng đều yêu cầu khách hàng để đến quầy, thường là đến các điểm giao dịch để thay đổi thông tin về hạn mức giao dịch hoặc là thông tin cá nhân như là số điện thoại di động, địa chỉ email, địa chỉ nhà, thậm chí là chứng minh nhân dân. Thì đây là những cái chứng từ pháp lý, cho nên đòi hỏi khách hàng phải đi đến ngân hàng để thực hiện những cái thủ tục thay đổi. Một số ngân hàng thì cũng có triển khai cái dịch vụ là cho phép khách hàng thay đổi hạn mức hoặc là thay đổi thông tin cá nhân trực tuyến ngay trên cái website của ngân hàng. Internet Banking có thể nạp tiền cho thuê bao trả trước, những mạng viễn thông nào? Trên Internet Banking hiện nay của các ngân hàng, hầu hết là đều hỗ trợ, đều cung cấp cái chức năng là nạp tiền cho các thuê bao trả trước của các nhà mạng tại Việt Nam. Và tại Sacombank thì chúng tôi cung cấp luôn cả cái dịch vụ này trên kênh Mobile Banking. Và hiện tại khách hàng họ rất thích sử dụng cái dịch vụ này vì cái tính tiện lợi của nó. Ví dụ như khách hàng hoàn toàn có thể chủ động nạp tiền 24/7 mà không cần phải mua thẻ cào và không cần phải nhớ cú pháp của cái mã thẻ cào. Khách hàng có thể nhập số điện thoại và chọn mệnh giá là ngay lập tức thuê bao của khách hàng có thể có được cái số tiền cần nạp.